Xin chào tất cả anh chị em. Ngày hôm nay thì là một cái buổi mình ngồi lại để chia sẻ và tâm tình để cho anh chị em hiểu kỹ hơn về công việc cũng như cuộc sống của mình. Thì lời đầu tiên cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị em đã theo dõi và ủng hộ bác sĩ Mạnh cũng như đội ngũ y bác sĩ của phòng khám trong một cái thời gian qua. Thì ngày hôm nay mình sẽ ngồi lại để mình chia sẻ với anh em về cái công việc, về cái quá trình làm việc, quá trình cuộc sống của mình. Đấy, thì để anh em có thể hiểu kỹ hơn về bản thân mình. Thì đầu tiên giới thiệu với anh em thì hiện tại mình là bác sĩ Đức Mạnh, đấy là bác sĩ chuyên khoa trong lĩnh vực về nam khoa và hỗ trợ sinh sản. Thì mình đã có kinh nghiệm hơn 8 năm trong các lĩnh vực về chuyên sâu về nam khoa và hỗ trợ sinh sản rồi. Thì hiện tại thì mình đang là thành viên của Hội Y học tình dục và giới tính quốc tế. Anh chị em có thể thấy. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đi sang cái quá trình làm việc cũng như quá trình học tập của mình. Thì đây là hình ảnh mà mình tốt nghiệp đại học y loại ưu bằng tốt nghiệp. Đấy, thì sau khi mà tốt nghiệp, đây là người bạn gái cũng như là người vợ của mình bây giờ. Thì cái quá trình học tập sau khi tốt nghiệp thì mình có một thời gian ở trong bệnh viện phụ sản trung ương, trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện phụ sản trung ương khoảng 6 tháng. Sau đó thì mình chuyển vào trong bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 2 năm rưỡi, 3 năm ở trong Sài Gòn. Mình có một thời gian ở trong bệnh viện Bình Dân, khoa Nam học của bệnh viện Bình Dân. Sau đó thì sau khi mà cái thời kỳ hết dịch thì mình chuyển qua bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ở ngoài Hà Nội. Và mình cũng có một thời gian học tập và rèn luyện các kỹ năng về siêu âm dị tật nâng cao tại bệnh viện Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh. Thì là một số các cái hoạt động từ khi mà mình hoạt động trong cái thời gian vừa qua. Đấy. Cái tiếp theo anh chị em có thể thấy là các hình ảnh mà mình làm việc tại một số các bệnh viện. Đây là các hình ảnh mà mình đang tham gia quá trình mổ này. Anh chị em có thể thấy đây là bệnh nhân, đây là đồng nghiệp của mình, đây là cái bụng của bệnh nhân này. Đấy, trong quá trình mà mình trực tiếp mổ. Không biết mình mặc đồ mổ này anh chị em có nhận ra mình không? Đấy, đây là hình ảnh mà có lẽ là một hình ảnh rất hình mọi người có thể nhìn thấy mình đây đúng không? Đây là hình ảnh của em bé này. Em bé đang lấy từ trong bụng mẹ ra và mình đang mổ em bé, gọi là mổ lấy thai ấy. Tức là mình mổ và cái đầu em bé vẫn còn đang ở một nửa này. Ở trong một nửa ra ngoài, một nửa vẫn là trong bụng mẹ. Đây là các cái đồng nghiệp làm việc tại bệnh viện Từ Dũ cùng mình, một số anh chị em bác sĩ. Còn đây là hình ảnh mà trước khi mà mình vào khoa phẫu thuật này. Đây chị em có thể thấy là họ tên bệnh nhân, hình ảnh bệnh viện Từ Dũ cũng như là gì. Rất nhiều anh chị em cứ nói rằng là không biết là mổ thì có bị quên kéo ở trong bụng hay không. Nhưng mà anh chị em có thể nhìn thấy một cái bảng này. Trong phòng mổ của mình đây là tên bệnh nhân này, đối chiếu lại này, số thứ tự này. Đấy, cái gạc lớn thì có 10 cái và còn lại bao nhiêu cái. Tức là người ta đếm rất là chi tiết, dao đốt điện để một cái còn nguyên này. Người ta kiểm dụng cụ rất là kỹ, đã đủ hay không đủ. Nên là cái chuyện mà quên kéo hay là quên gạc trong bụng bệnh nhân nó là cái điều rất là hy hữu và gần như là gì, gần như là không bao giờ xảy ra đâu. Nên anh chị em mà có người nhà và mình có phẫu thuật cái gì thì cũng yên tâm nhá, quy trình trong phòng mổ nó rất là chặt chẽ. Đấy, anh chị em có thể thấy. Cái tiếp theo này về các cái hình ảnh, đây là hình ảnh tại một số các cái đồng nghiệp trong cái kíp trực của mình. Đấy, trong một chỗ đồng nghiệp trong kíp trực anh chị em có thể thấy là rất nhiều cái gương mặt. Nếu như anh chị em ở trong bệnh viện Từ Dũ cũng như trong Sài Gòn thì anh chị em có thể thấy rất nhiều những cái gương mặt quen thuộc. Đấy. Đây là mình, anh chị em có nhận ra mình không? Đây là mình, đây là trong một cái buổi tổ chức sinh nhật. Đấy, thì anh chị em có thể nhìn thấy là đây là mình này. Đấy, còn đây là bác sĩ, các bác sĩ mà chỉ cùng tua trực với mình, anh chị em có thể nhìn thấy. Đấy. Cái tiếp theo này, một cái hình ảnh với các đồng nghiệp. Đây là một số anh chị em mà trong bệnh viện. Đây là giáo sư Lê Hoàng này. Giáo sư Lê Hoàng là trưởng khoa hỗ trợ sinh sản của bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Đây là giáo sư Hà, đấy là trưởng khoa khảo thí của Đại học Y Hà Nội, bây giờ chuyển sang bệnh viện Tâm Anh làm việc. Đấy, cô Hà thì cũng rất là nhiều tuổi rồi, năm nay hơn 80 tuổi vẫn làm việc rất là tuyệt vời. Còn đây là các bác sĩ đấy, làm việc cùng với mình, anh chị em có thể thấy. Nếu như mọi người đã làm về hỗ trợ sinh sản thì đây cũng là những gương mặt rất là quen thuộc trong hỗ trợ sinh sản ở Việt Nam. Đây là các cái hoạt động mình, đây một bức ảnh mà mình rất là ấn tượng. Thì bức ảnh này nó nói lên là đây là một bức ảnh trong cái kíp trực lúc cái dịch bệnh. Anh chị em có thể thấy là đây là trong phòng mổ, bên trong này là cái cửa này là cửa phòng mổ này. Đây là phòng mổ số 11, nếu anh chị em nhìn tinh thì có thể thấy cái hình ảnh là phòng mổ số 11. Đây là hồi sức sơ sinh này. Thì đây là trong hành lang của phòng mổ mà kíp trực mình đang đứng chụp ảnh. Thì một cái buổi trực rất là nhớ, nó là cái buổi trực trong cái thời kỳ dịch Covid. Thì lúc chụp ảnh là lúc khoảng tầm 2 giờ đêm đấy mọi người, 2 giờ đêm. Thì trong phòng mổ thì ban ngày ban đêm nó như nhau. Đấy, lúc nào nó cũng đèn nó cũng sáng như vậy và lúc nào mọi người cũng trong tư thế sẵn sàng. Đây là em bé mà vừa trong kíp trực của mình vừa mới mổ ra này, mọi người nhìn thấy. Đấy, và các cái dép đặc trưng của phòng mổ là những cái dép màu vàng và có ghi chữ phòng mổ. Tức là dép này không được đi ra ngoài để đảm bảo là cái môi trường
trong phòng mổ và gì xung quanh phòng mổ nó phải đảm bảo vô khuẩn. Đấy, anh chị em có thể thấy đây là một cái kiếp trực mà mình rất ấn tượng, bởi vì là cái kiếp trực mà trong lúc mà Sài Gòn đang dịch bệnh, rất rất dịch bệnh và rất là nguy hiểm, thì mỗi bác sĩ ở đây giống như những cái chiến sĩ vậy. Mình rất ấn tượng và chắc là có lẽ không bao giờ quên được những cái hình ảnh liên quan đến các cái buổi trực thời kỳ Covid. Và đây cũng là hình ảnh mà có thể nó đọng lại trong cái quá trình hành nghề của mình rất nhiều những cái ấn tượng, cũng như là rất nhiều những cái kỷ niệm, rất nhiều những cái vất vả thời kỳ mà Sài Gòn lâm vào có dịch bệnh nặng nề. Đấy, chị em có thể thấy và mọi người có thể nhìn ra mình ở đây không? Chắc là mọi người vẫn nhìn ra được đúng không? Trong phòng mổ thì bao giờ mũ và khẩu trang cũng đeo rất kín. Đây là vẫn là những cái bác sĩ trong kiếp trực mà vừa cầm cái bánh sinh nhật vừa ra đấy. Mọi người có thể nhìn kỹ hơn đúng không? Vẫn là rất tuyệt vời này. Đấy, cái tiếp theo anh chị em có thể nhìn thấy là các hoạt động khám chữa bệnh của mình. Thì đây là cái hình ảnh mà mình đang trực tiếp mổ này. Mọi người có thể nhìn ra cái hình dáng của mình không? Đấy. Đây là lúc mà trong phòng mổ đây, mọi người nhìn thấy trong phòng mổ nha. Đây là các đồng nghiệp của mình này. Đấy, đây là hình ảnh. Và đây là cái hình ảnh này, là hình ảnh mà mình đang trong phòng chuyển phôi. Đây là cái máy mà đo nhịp tim, đo huyết áp này. Đấy, đây là cái hình ảnh mà bệnh nhân sẽ trực tiếp nhìn thấy cái phôi của mình lúc mà chuyển vào trong tử cung. Thì chuyển phôi thì bệnh nhân vẫn còn tỉnh nhá, còn chọc trứng thì bệnh nhân bị gây mê. Còn lúc chuyển phôi thì bệnh nhân sẽ có cái màn hình TV để nhìn rõ được cái phôi của mình được chuyển vào trong. Đây là các bàn dụng cụ này để chuyển phôi, luôn luôn vô khuẩn, luôn luôn có một cái xăng vô khuẩn để xả ở đây. Anh chị em có thể nhìn thấy đây là cái hệ thống đèn để chiếu. Đây là các hoạt động ở bên trong phòng chuyển phôi. Đấy. Cái tiếp theo này, các hoạt động thì mình cũng có một thời gian ở trong bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Thì anh chị em có thể đấy là mình lúc mà mình còn tóc, mọi người có thể nhận ra đúng không? Đây là cái kỷ niệm ngày 27 tháng 2, tức là ngày thầy thuốc Việt Nam. Đấy, thì mọi người có tặng hoa và tặng quà nhau. Thì đây là những một số anh chị em bác sĩ làm việc cùng mình. Đây là mình, mọi người có thể nhận ra mình đúng không? Đây là hình ảnh mà mình đang ngồi tại trực tiếp tại phòng khám. Thì bao giờ đằng sau những bức ảnh ở những phòng khám IVF cũng là những có những em bé rất là xinh. Đấy, đây là IVF tức là thụ tinh chống nghiệm. Đây là cái bàn làm việc, đây là cái máy chụp phim X quang. Thì cũng mô tả và chia sẻ một số các hình ảnh trong cái quá trình mình làm việc cho anh chị em thấy. Đây là một buổi hội thảo mình tham gia. Đấy. Ngoài các hoạt động chuyên môn thì đây anh em chị em có thể thấy là đây là trong phòng sau chọc trứng, sau chuyển phôi thì rất nhiều bệnh nhân này. Bệnh nhân sau chọc trứng, sau chuyển phôi thì mọi người nằm ở đây nghỉ ngơi. Và sau khi mà chọc trứng chuyển phôi thì mọi người có thể là gì? Bệnh nhân có thể về luôn trong ngày được. Đấy, thì đây là cái bàn làm việc của bệnh nhân sau chọc trứng chuyển phôi này. Đây là cái bảng theo dõi. Trong ngành nhi thì nó có một cái rất là chi tiết, đó là gì? Mọi số liệu, mọi bệnh nhân đều phải ghi chép lại rất là chi tiết. Đấy, về tên này, tuổi này. Đấy, về cái thủ thuật, mình làm cái thủ thuật gì. Đấy, và có lưu ý gì hay không. Các cái vấn đề bệnh nhân này sau chọc trứng, sau chuyển phôi, nên một cái bảng theo dõi trong một ngày. Đấy, và có những cái lưu ý chi tiết nên là ngành nhi rất ít cái sự sai sót xảy ra. Tất nhiên vẫn có nhưng rất ít, bởi vì cái sự đối soát cũng như là cái sự đối chiếu rất là nghiêm ngặt về các thông tin của bệnh nhân và bác sĩ, y bác sĩ check với nhau. Đấy, để anh chị em có thể thấy. Đây là các cái hoạt động mà mình thăm khám này. Đây là mình đang soi cái kính hiển vi về lĩnh vực về nam khoa và hỗ trợ sinh sản. Thì có một cái đó là xét nghiệm cái tinh dịch đồ, xét nghiệm tinh trùng. Thì đây là máy kính hiển vi có thể soi dưới độ phóng đại hàng ngàn lần để chúng ta có thể xem quan sát rõ được cái hình thái và cái hình dạng của con tinh trùng như thế nào, rất quan trọng đúng không? Đây là hình ảnh mình thăm khám trực tiếp. Anh chị em có thể thấy đây là cái hình ảnh mà mình thăm khám trực tiếp bệnh nhân. Thường thì bệnh nhân đến khám thì bao giờ cũng đi theo cả đôi. Những cái vấn đề về vô sinh muộn thì cần phải khám rất là kỹ. Còn những vấn đề về nam khoa thì đôi khi có thể tư vấn và điều trị từ xa được. Đấy, bởi vì là đa phần chẩn đoán các vấn đề liên quan đến sinh lý thì thông qua quá trình hỏi bệnh và tư vấn. Còn các vấn đề về vô sinh hiếm muộn thì cần phải có xét nghiệm về nội tiết tố cũng như là các xét nghiệm về tinh dịch đồ của cả vợ đấy và chồng. Chồng thì quan trọng nhất là tinh dịch đồ, còn vợ thì nội tiết tố và các cái xét nghiệm nội tiết là rất quan trọng, cũng như là siêu âm đánh giá các cái hệ thống về tử cung, phần phụ rất là quan trọng. Đấy, để anh chị em có thể thấy các hoạt động. Đấy, mình tư vấn này cho các học và chồng. Đây là rất nhiều các cái hệ thống bằng khen đúng không? Đấy. Anh em có thể thấy những cái hình ảnh mà mình thăm khám trực tiếp. Đây là đồng nghiệp của mình này, đây là các anh chị em đang ngồi nghe mình tư vấn. Đấy, thì mình cũng quay lại một đoạn video ngắn để anh chị em thấy là các hoạt động mà mình thăm khám hàng ngày nó như thế nào. Đấy, và để mà có được ngày hôm nay thì chắc chắn là gì, mình không bao giờ quên được những cái người thầy, những người mà đã dẫn dắt mình trên cái hành trình phát triển, cũng như là gì, trao cho mình rất nhiều những cái kinh nghiệm nghề nghiệp để mình có được cái kiến thức chuyên môn
và có được một chút thành tựu như ngày hôm nay thì mình không thể quên đến là đầu tiên là giáo sư, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Hợi, chính là giám đốc trung tâm tế bào gốc của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cũng là một người thầy đã dẫn dắt mình và một người mà mình rất là ngưỡng mộ. Đấy, anh chị em có thể thấy, không biết là những anh chị em nào quan tâm đến lĩnh vực về hỗ trợ sinh sản, về sản khoa thì chắc là đều biết đến thầy Hợi. Thầy có một phòng khám ở Lò Đúc, Hà Nội. Đấy. Tiếp theo là một số người thầy nữa, mà người thầy rất lớn. Anh chị em có thể thấy một gương mặt rất là quen thuộc. Hình ảnh này mình chụp từ rất là mờ rồi, từ năm 2018-2019. Thì giáo sư Nguyễn Viết Tiến chính là giám đốc trung tâm hỗ trợ sinh sản quốc gia cái lúc đó, cũng như là lúc đó thì thứ trưởng Bộ Y tế. Và bây giờ thì là thầy đã về hưu rồi. Thì Tiến bây giờ là giám đốc bệnh viện Thiện An ở Hà Nội, cũng là chuyên về hỗ trợ sinh sản. Còn khi mà vào trong Sài Gòn thì mình cũng có một người nói là gì, cô Nguyễn Bá Mỹ Nhi. Nguyễn Bá Mỹ Nhi là một trong những tượng đài về sản khoa và về hiếm muộn tại Việt Nam. Bây giờ cô Nhi cũng đã về hưu và hoạt động chủ yếu ở bệnh viện đa khoa Tâm Anh ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, thì mọi người có thể quan sát và hình ảnh một số các người thầy, một số gương mặt rất quen thuộc. Còn anh chị em mà không quan tâm đến ngành y thì chắc không biết, nhưng anh chị em nào mà làm ngành y thì chắc chắn là để biết đến những cái gương mặt mà mình đã giới thiệu ở trên. Và cũng là một người anh nữa, một người anh mà hiện tại thì cũng đang hợp tác với mình trong một số các lĩnh vực về năm khoa, đây là anh Trần Thành, thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thành, là phó trưởng khoa năm học của Bệnh viện 198 Bộ Công an và là top 5 chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực về năm khoa tại miền Bắc. Thành là một người rất là giỏi và cũng là một người mà mình rất là ngưỡng mộ và có mối quan hệ rất là thân thiết. Đây là một cái buổi mà hai anh em đi ăn với nhau để bàn về các cái hợp tác làm nào để đưa cho bệnh nhân những cái phác đồ điều trị mang tính chất khoa học nhất và trao thật là nhiều giá trị cho anh chị em để giúp đỡ anh chị em điều trị mà mang tính chất hiệu quả nhất, cũng là cái điều mà rất tâm đắc của hai anh em. Đấy, một bữa ăn rất đơn giản nhưng mà rất là chân tình, đúng không? Đấy, thì anh Trần Thành cũng là một người mà mình cũng rất là biết ơn trên cái hành trình phát triển của mình. Và cũng có một cái may mắn là mình được Đài Truyền hình Việt Nam VTV mời lên chia sẻ về một cái chủ đề, đó là hỗ trợ tăng cường sức khỏe sinh lý nam. Đấy, ở trên VTV anh chị em có thể thấy đây là một gương mặt rất quen thuộc, đúng không? Là MC Thảo Vân. MC Thảo Vân là một MC mà chắc là cả Việt Nam mình không ai là không biết đến MC Thảo Vân. Thì trước thì hay dẫn các cái chương trình gặp nhau cuối tuần, đúng không? Và bây giờ thì cũng dẫn rất rất nhiều những cái chương trình. Thì đây là MC Thảo Vân này. Đây là một cái đoạn. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Đỗ Đức Mạnh, chuyên gia trong lĩnh vực sản phụ khoa và hiếm muộn vô sinh. Đúng không? Xin chào MC Thảo Vân. Xin chào khán giả của chương trình Cơ thể bạn nói gì. Vậy thì theo kinh nghiệm nhiều năm đồng hành cùng các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn ạ, thường thì những nguyên nhân nào dẫn tới cái tình trạng vô sinh hiếm muộn ở nam giới ạ? Về phía nam giới thì những cái nguyên nhân có rất nhiều những nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên thì hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ bốn cái nhóm nguyên nhân mà chúng ta thường gặp nhất. Thứ nhất là những cái nguyên nhân liên quan đến rối loạn tình dục ở nam giới, ví dụ như là rối loạn cương dương này, xuất tinh ngược dòng, xuất tinh sớm hoặc là liệt dương, đúng không? Những nhóm nguyên nhân, rất nhiều nhóm nguyên nhân. Đây là một cái đoạn trích và mình trong cái buổi mình trò chuyện ở trên VTV về chủ đề hỗ trợ tăng cường vấn đề sinh lý nam. Đấy, thì ngoài các vấn đề mà hỗ trợ cho anh em phục hồi sinh lực thì tìm lại bản lĩnh phái mạnh ra, thì hiện tại mình cũng đang hỗ trợ cho rất nhiều các gia đình hiếm muộn có được con yêu. Đấy, thì bởi vì các cái vấn đề liên quan đến vấn đề sinh lý thì mình cũng rất ưu tiên các vấn đề về bảo mật thông tin của bệnh nhân, nên anh chị em có thể thấy rất ít các video mà xuất hiện bệnh nhân, xuất hiện anh chị em, bởi vì đa phần các vấn đề về sinh lý nó là một cái vấn đề rất là nhạy cảm, nên là mình cũng muốn là bảo mật các cái thông tin để anh em có thể là gì yên tâm. Đấy, còn về các vấn đề về vô sinh hiếm muộn thì mọi người thì biết đây là anh em đồng nghiệp của mình này, và mình cùng với lại bác sĩ, các cộng sự của mình cũng đã hỗ trợ thành công cho hơn 4.000 cặp gia đình vợ chồng vô sinh hiếm muộn. Thì đây là hình ảnh mà mình trong một cái sự kiện mình tổ chức kỷ niệm 4.000 cặp thành công đấy ở cái khách sạn Him Lam ở bên Long Biên. Thì đây là hình ảnh, mỗi cái hình ảnh này là hình ảnh mà mình quay lại, mỗi cái này là một lời cảm ơn của các gia đình, mỗi cái trái tim, mỗi tờ giấy sau này là hình ảnh của em bé và lời cảm ơn của các gia đình đến các bác sĩ đã hỗ trợ cho các gia đình, cũng là một điều rất là tự hào và rất là hạnh phúc. Đó. Tiếp theo này, mình có một cái niềm đam mê sở thích, đó là làm từ thiện. Thì với mình có một cái quan điểm, đó là khi mà đã có được một chút thành công thì chia sẻ cộng đồng đối với mình là một nghĩa vụ. Thì mình cũng tham gia khoảng tầm hơn 60 chuyến khám chữa bệnh thiện nguyện ở trên khắp đất nước Việt Nam. Đây là hình ảnh mà một em bé bị dị tật chất độc màu da cam. Cái này là ở Hà Tây. Đấy, ở Hà Tây, ở Ba Vì.
Còn cái này thì là hình ảnh này là trong Lâm Đồng, ở Đơn Dương Lâm Đồng, hình ảnh của các cô bé cờ ho này, mọi người nhìn thấy đây là một hình ảnh mà mình đi thăm khám ở Trà Vinh, tức là miền Tây, tức là khắp nơi trên cả nước ấy, mình dành rất nhiều thời gian đi rất nhiều nơi để thăm khám và điều trị cho rất nhiều các chuyến khám chữa bệnh tình nguyện. Đây là một cụ già ở trong miền Tây này. Đấy, mọi người thấy một số bác sĩ khác đi cùng mình khám ở đây này. Đây là một hình ảnh mà mình về Nam Định. Về Nam Định thì đây là hình ảnh Xuân Trường Nam Định có một hàng bằng lăng rất đẹp, thì mình tham gia một hành trình thắp lửa yêu thương, là một cái chương trình tình nguyện khám chữa bệnh và phát quà tình nguyện hàng năm. Đấy, anh chị em có thể quan sát được một số các hình ảnh mình rất thích đi. Mỗi chuyến đi là một hành trình đầy ý nghĩa, đúng không? Đây là hình ảnh mà lên Tây Bắc này, tức là Đông Tây Nam Bắc, miền Nam miền Bắc mình đều tham gia hết. Đây là trên Tây Bắc, trên Lai Châu. Đây là hình ảnh ở Bình Phước, Bù Đăng Bình Phước, mọi người có thể thấy này. Những hình ảnh của những người mà đây là những người anh người chị của mình đi cùng với mình này. Đây là hình ảnh của những người dân này, họ cười rất tươi, đúng không? Tất cả mọi người đều cười rất tươi, cho đi là để gì? Để tràn đầy yêu thương hơn. Tất cả mọi người đều cười rất tươi. Mỗi lần mà xem bức ảnh này mình rất là vui. Bởi vì thực sự là gì, tất cả mọi người trong bức ảnh ai cũng tươi, chị này, chị Trang này, đấy, mấy số anh em chơi cùng mình, mọi người đều cười rất tươi. Mặc dù là ở đây thì họ cũng rất là nghèo, người dân thì rất nghèo, thực sự rất nghèo, nhưng mà họ luôn luôn rất là vui vẻ và tràn đầy yêu thương. Đấy, đây là một cái buổi mình về Tân Lạc, đúng không, xóm Trăm, xã Ngổ Luông, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, và đầu năm 2023 thì mình cùng với anh chị em bác sĩ và một số anh chị em khác tham gia vào một cái công trình xây trường và trang thiết bị y tế, sửa sang cái trường này và đóng góp thêm các trang thiết bị y tế cũng như là khám chữa bệnh tình nguyện cho các em nhỏ ở tại Hòa Bình. Đấy, thì là tất cả các nơi từ Tây Bắc đến miền Tây đến gì Lâm Đồng đến Bình Phước và rất nhiều những cái hành trình mà mình đã đi qua. Ok, trên đây là những cái giới thiệu về công việc cũng như là cuộc sống của mình đến tất cả anh chị em. Thì anh chị em mong rằng là với những cái chia sẻ ở trên thì anh chị em có thể có những cái sự hiểu rõ hơn về bản thân mình, cũng như thấu hiểu về cái công việc và cuộc sống của mình. Nếu chị em cần hỗ trợ các vấn đề gì liên quan đến vấn đề sức khỏe thì anh chị em hãy cứ nhắn tin để bác sĩ Mạnh cùng với đội ngũ cộng sự của phòng khám sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng anh em trong cái hành trình phía trước nha. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại tất cả anh chị em.